người xem mới ghe tập quá ở dưới sông ha. Là chị gái chỉ đang chạy nè. Có hơi bắn nhạc chút xíu à. Không biết có dính bản quyền không mọi người. Đây. Đây. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Rất vui gặp lại mọi người trong kênh YouTube Làm Miền Tây của mình nha. Hôm nay xin mời tất cả mọi người xem cái ghe tập quá ở dưới sông nè mọi người. Đó, mọi người thấy chị gái gì chạy máy chưa? Biết chưa? Đây là chiếc vỏ bán tạp hóa dưới sông, cái đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ mình nè. Xà lách đâu đó, lộn xộn đó. Đây là bán đồ tươi, bán rất nhiều món nha. Mà một cái nhà tiệm tạp hóa nhưng mà di chuyển trên sông. Máy Honda xe cũng như là cái kênh Lòng Miền Tây của mình nhé. Nhớ nhấn nút chuông để xem những video tiếp theo về miền Tây sông nước, về máy dầu, máy đê nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều nha. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Xem nha. Đó. Ở trong quê là chị gái là chị vỏ như đàn không. Đấy. Rồi, giận luôn. Rồi, qua luôn. Hết quay được luôn.